Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Này là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy. Này, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại. Ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ. Gia-cốp há có thể đứng được sao, vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc này. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau này. Này, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. Bây giờ ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi. Gia-cốp há có thể đứng được sao, vì nó là nhỏ. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc này. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ không xảy đến. Ngài bèn cho ta xem thấy như sau này. Này, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Này, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Israel ta. Ta sẽ không còn đi qua nó nữa. Các nơi cao của Isaac sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Israel sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Jeroboam. Bây giờ Amasia thầy tế lễ của Bethel khiến nói cùng Jeroboam là vua Israel rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua ở giữa nhà Israel, đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, này A-mốt nói rằng: Jeroboam sẽ chết bởi gươm, và Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. Amasia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây, hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bethel nữa, vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua. A-mốt trả lời cho Amasia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta, và hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Israel, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Isaac. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm, đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. Chương 8. Này là điều mà Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy. Này, có một giỏ trái mùa hạ. Bây giờ Ngài phán rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một giỏ trái mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Sự cuối cùng đã đến trên dân Israel ta, ta sẽ không vượt qua nó nữa. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ là tiếng khóc than. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sẽ có nhiều xác chết mà người ta làm thinh quăng ra mọi nơi. Các ngươi là người nuốt những kẻ nghèo nàn, làm hao mòn những kẻ khốn cùng trong đất. Hãy nghe điều này. Các ngươi nói rằng: Khi nào trăng mới sẽ qua cho chúng ta có thể bán lúa miếng, và ngày sa bát qua đặng chúng ta mở kho lúa mì, mà bớt ê pha, thêm nặng siết lơ, và dùng cân dối giả đặng phỉnh gạt, đặng chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn, và bán cho đến lép lừng của lúa mì. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà phán lời thề này:
ta chắc sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng nó. Đất há chẳng rúng động về việc đó, hết thảy dân cư nó há chẳng than khóc sao? Trọn cả đất sẽ dậy lên như sông Cái, nó sẽ lung lay và luống xuống như sông của Ai Cập vậy. Chúa Giê-hô-va phán: sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn đi trong lúc giữa trưa và khiến đất tối tăm trong giữa ban ngày. Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu thảm và hết thảy bài ca tụng các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất này trong sự sầu thảm như là mất con trai một, và sự cuối cùng nó sẽ như ngày đắng cay. Chúa Giê-hô-va phán: này, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Hết thảy những kẻ chỉ tội lỗi của Samari mà thề rằng: hỡi Đan, thật như thần ngươi sống, thật như đường của Bê-e-sê-ba sống, hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Chương 9. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: hãy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị rúng động. Hãy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó. Kẻ nào sót lại trong chúng nó thì ta sẽ giết bằng gươm. Không một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi. Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra. Dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạc Mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra. Dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó. Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho. Vì Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than. Trọn cả đất dậy lên như sông Cái và luống xuống như sông của Ai Cập. Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các tầng trời và lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: hỡi con cái Israel, ta há chẳng coi các ngươi như con cái của Ethiopia sao? Ta há chẳng từng đem Israel ra khỏi đất Ai Cập, người Philippines khỏi Cáp Tô và người Syri khỏi Kyre hay sao? Này, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội này, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất. Nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì này, ta sẽ truyền lệnh và sẽ rải tan nhà Israel ra giữa mọi dân, như lúa mì bị rải tan trong cái sàng mà không có một hột nào rơi xuống đất. Phải, phàm những kẻ có tội trong dân ta, phàm những kẻ nói rằng hoạn nạn sẽ không gần chúng ta, cũng không kịp đến chúng ta, thì chúng nó sẽ chết bởi gươm. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa, đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Edom và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy. Ta sẽ đem phu tù của dân Israel ta trở về. Chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho.
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. Chương 5. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simôn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng, hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simôn thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simôn Phi-e-rơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simôn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con CBD là những kẻ đồng bạn với Simôn, cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simôn rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia. Có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất mà nài xin rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng, hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch, theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng, tội ngươi đã được tha, hoặc rằng, ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời và sợ sệt lắm mà nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Họ thưa Ngài rằng, môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng,
trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách và miếng vẽ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong, rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Chương 6. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì. Môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua Đa-vít làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Ngài lại phán rằng: con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bằng tay hữu bị teo. Và các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng: hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng: ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ? Nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình rồi phán cùng người bệnh rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giê-xu cách nào. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Barthélemy, Matthew và Thomas, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem và miền biển Tyre-Sidon mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Xong, khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta: hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hãy ai xin, hãy cho. Và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi, thì đừng đòi lại.
các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chi, người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chùm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết, kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Xong, kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng, Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói, tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng, mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai, con đòi của Ngài. Ngài đã mở lòi tói tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài, trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va
ở giữa Jerusalem. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.